còn yêu đỡ đem tâm sự linh mơ kiếp tha phương đồng vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Chào mừng toàn thể quý vị các bạn trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày 22 tháng 9 thì Xuân Đình tiếp tục lại được giới thiệu đến anh em những cái mẫu sản phẩm mới về tại cửa hàng Xuân Đình. Và trong clip này thì mình về được những cái dòng loa rất là hiếm tại thị trường Việt Nam. Đây là một trong những cặp loa xuất trên thị trường của Mỹ. Tên của nó là loa JVC. Cấu hình của nó thì anh em nhìn thoáng qua thì nhạc nhác giống đặc như JBL. Đấy. Và những chiếc âm ly PN7600 nguồn vàng, PN AD5X màu vàng chanh, PN7900, 7700 và 7000. Đây là những chiếc âm ly mà tại cửa hàng Xuân Đình bán rất là nhiều, và những đây gọi là âm ly bình dân thôi. Nhưng vừa rồi thì mình đã ghép cho anh em từ nghe qua kết nối bằng một chiếc điện thoại, thì khi test đã rất là mộc mạc cho anh em thì mình cũng không phải test qua thiết bị gì cả mà nghe bằng từ điện thoại luôn. Cắm qua một chiếc âm ly để nghe ra loa thì em cảm nhận được cái chất âm. Chất âm của những cái dòng Pioneer này thì nó rất là hay, và đặc biệt thì nó cũng không kén loa. Và ghép hiện tại mình đang ghép với cặp hàng xuất trên thị trường của Mỹ này thì tiếng rất là hay và hợp. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá từng sản phẩm để anh em biết thêm về dòng này. Đầu tiên thì về những chiếc âm ly, thì tất cả những dòng âm ly này thì giá tại cửa một cửa hàng của Xuân Đình không có gì thay đổi. PNSA 7600 trơn, nguồn vàng, công suất 120W, đánh hai cầu AB cũng như cộng B, trở kháng khi đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm, khi đánh A cộng B là từ 8 đến 16 ohm, hai đèn vu rất đẹp, chỉnh bass check, có nao nớt volume, ở đây là các đường chọn tín ở đầu vào bên ngoài. Size của những chiếc âm ly này đều là size 42, mặt phay nhôm màu trắng. Và giá của chiếc âm ly PNSA 7600 nguồn vàng thì mình bán với mức giá là 4.500.000 đồng. Máy đẹp xuất sắc nhé, không có điểm chê. Tiếp theo nữa thì ở phía bên dưới quý vị là một chiếc âm ly PNSA AD5X, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Nhưng khi quay trên điện thoại thì anh em chỉ có thể có sự khác biệt giữa chiếc âm ly ở bên trên và bên dưới thôi. Còn khi quay điện thoại thì cái hiệu ứng của điện thoại thì nó sẽ làm gì nó nhạt đi. Đấy. Dòng này thì đời cao, chạy sò mô phét nên tiếng rất là hay. Đặc biệt là rất thích hợp với anh em chơi loa book sale hay những dòng loa đời mới thì tiếng đánh rất là lực. Công suất của nó là 160W, trở kháng từ 4 đến 16 ohm khi đánh A hoặc B và từ 8 đến 16 ohm khi đánh A cộng B. Vì dòng này đời cao nên thiết kế nhìn nó cũng rất là đẹp. Hai núm bass check hai bên, ba lăng và núm chọn tín hiệu đầu vào bên ngoài, ở bên trái chính giữa là volume. Có nao nớt. Đấy, ba lăng đây. Khi anh em di chuyển cái nút input selector này thì tương đương đồng nghĩa với các cái đèn này nó sẽ di chuyển. Và anh em cắm cổng nào thì nó sẽ sáng cổng đấy và chọn cổng đấy. Phono là dành cho đĩa than. Công suất 160W. Máy rất là đẹp. Và con này thì từ trước đến giờ thì mình vẫn bán với mức giá là 3.800.000 đồng. Một chiếc âm ly PNSA AD5X rất đẹp luôn. Máy móc đít đáy dòng này thì nó lại là bằng đồng, nên là màu của nó khá là nổi trội, rất là đẹp. PNSA AD5X công suất 160W, đánh khá là hay và giá thành chỉ có 3.800. Tiếp theo phía bên dưới thì hôm nay lại về được một chiếc âm ly 7900. Đấy, 7900. Đây là một trong những chiếc âm ly được đánh giá là lực sĩ tí hon. Nhìn thì rất là đơn giản nhưng chất âm của nó thì không hề đơn giản chút nào. Đặc biệt là anh em có thể chơi với những dòng loa Nga ngố thì đây là một chiếc âm ly sẽ phối hợp với loa Nga rất là hay. Âm ly thì đánh hai cầu riêng biệt AB, trở kháng của nó là từ 6 đến 14 16 ohm. Có chỉnh bass check trên máy, anh em gạt xuống ton thì bass check có tác dụng. Đấy, mono sitter thì anh em để sitter, có bóng báo nguồn. Model của nó SA 7900. Công suất của nó là 130W và có hai đèn tia khi có tín hiệu nhạc, có nao nớt. Và đây là đường chọn tín hiệu đầu vào bên ngoài. Và như chiếc âm ly này, mình nói rõ là hàng bãi đẹp xuất sắc.
tại cửa hàng Hồ Xuân Đình chỉ bán mức giá là 4 triệu 2. Đấy. Phía bên dưới là đàn em 7.700. Thì nó cũng không có gì khác biệt so với 7.900, cũng đánh hai cầu AB riêng biệt trở kháng từ 6 đến 16 ôm, có chỉnh bát check. Nó chỉ khác thì trên này nó có nút tắt bật bát check, còn dưới thì nó không có. Đấy, mono switcher thì nó không có. Nó chỉ vậy thôi. Còn nó công suất thì con dưới này thì công suất 110W, còn con trên là công suất 130W của 7.900 và 110W của 7.700. Và nó là sang bên này thiết kế các cái đường chuyển kênh cũng như ba lăng và volume thì đều giống như nhau. Đấy, chỉ khác mỗi cái phần toàn nhạc và phần mono switcher. Đấy thôi. Và công suất khác nhau một chút. Giá của 7.700 là chỉ có 3.400.000. Và dưới cùng thì là Pioneer SA 7.000. Thì con này thì rẻ hơn, chỉ có 2.800.000. Dòng này thì nếu như anh em nào mà chưa loa dàn thì âm bên này ghép vào rất là hay này. Chạy cặp sò giống đặc như 7.900 luôn. Và giá thành thì rẻ hơn rất là nhiều. Cũng có chỉnh bát check, đánh hai cầu AB riêng biệt, cũng có đèn tia. Và đây là các cầu chọn tín hiệu đầu vào bên ngoài. Khi anh em chọn cổng nào thì đèn nó sẽ sáng cổng đấy. Này. Này. Volume bên trong là ba lăng, nó ghi rõ là volume trên ba lăng. Công suất 130W bằng 7.900 và giá thành thì rẻ rất nhiều, chỉ có 2.800.000. Nhưng đến với vòng dòng 7.900, tại sao nó đắt hơn? Tại vì là cái thứ nhất là về cái mạch âm sắc của nó cũng sẽ hay hơn. Thứ hai là cái thằng này thì nó đánh được rất là nhiều các loại loa và cái nội thất bên trong nó cũng khác so với 7.000 một chút, đời nó cao hơn nên tất nhiên giá thành cũng như chất lượng nó sẽ tốt hơn. Và như vậy thì trong clip này thì mình giới thiệu anh em toàn bộ đều là âm ly Pioneer. Đấy, rất là thông dụng. Và những con này thì mình bán rất là nhiều, giá thành thì phải chăng mà anh em ghép được rất là nhiều các loại loa. Tiếp theo nữa thì mình sẽ quay đến cái cặp loa mà mình vừa giới thiệu ban đầu. Đây là một model rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Cấu hình của nó thì khá là khủng, sở hữu là hai bát 25, xương đúc gân mút, màng giấy, rốn giấy, một tép, có một tinh chỉnh. Cái này là nó ghi rõ là Radio International RI. Đấy, có một tinh chỉnh nhé. Tem đúc bên ngoài này. Loa thì thùng gỗ lạng, rất đẹp. Nếu đóng hay căng vào thì dòng này chả khác gì JBL. Và chất âm của dòng này thì cũng rất là lực. Màng nó là màng trắng, gân mút màng trắng rốn vải. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Thùng lạm gỗ, kích thước của thùng là chiều cao 88, chiều ngang là 40 và chiều sâu là 30. Loa rất nặng. Và thùng thì vỏ gỗ thơm phức vì đây là thùng lạm gỗ và nó được xuất cho thị trường của Mỹ. Đấy. Cấu hình loa thì góc cạnh rất là đẹp luôn. Căng cước cũng vậy. Và mình nói rõ là những cái dòng đặc trưng xuất cho thị trường của Mỹ thì cái chất gỗ của nó thì rất là thơm. Cấu hình loa là hai bát 25, là hai bát thật luôn chứ không phải là một bát thật một bát giả gì cả. Nên chất âm của nó thì rất là hay, tiếng bát rất là lực. Anh em sẽ chơi tốt phòng từ 30 đến 40 mét vuông. Và đây là chiếc loa còn lại. Đây là e-căng. Căng đẹp xuất sắc, không có rách gì cả. Và đây là phía đằng sau của thùng loa. Đấy. Có cầu chì luôn này. Hai đường lắp loa. Thùng đẹp xuất sắc. Chắc nếu tìm cặp loa này cặp thứ hai ở Việt Nam thì tìm mỏi mắt luôn ấy. Khá là hiếm. Lỗ thông ở phía đằng sau. Và dòng này thì nó lại không kén âm ly. Chất âm rất là hay. Chơi đa dạng nhạc vàng, nhạc sàn, tiếng bass đều rất là tốt. Cặp này thì để nghe thì nó sẽ tốt hơn anh em hát. Và như cặp loa JBL của Nhật. Đây mình gọi là JBL của Nhật cho nó dễ. Đấy, model của nó là RI. Mình bán với mức giá là 11.500.000. Một cặp loa rất là hiếm xuất cho thị trường của Mỹ. Chất âm rất là hay, ngọt ngào, chi tiết và tiếng đánh rất là lực. Loa rất nặng luôn. Và như vậy thì trong clip buổi tối ngày 22 tháng 9 thì Xuân Đình có giới thiệu đến anh em những cái mẫu loa cũng như âm ly. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.